ba tông thú của kinh này điều được kinh đề cao gọi là tông tông là trọng yếu là tông chỉ của toàn bộ kinh tông lại là đường lối trọng yếu để tu hành vì vậy tông là cương lãnh của toàn bản kinh lưới cương được dở lên thì mắt lưới trương ra nắm cổ áo lãnh thì thân áo xuôi theo vì vậy sau khi phán định thể Trước hết phải xác định tông. Thể là lý, tông là hạnh, thể là cái bản thể để tông nương vào, tông là cái tông để hiển thị cái thể. Ngoài ra, tông và thể là hai mặt hổ tương. Tông là hạnh trọng yếu để lãnh hội thể nên phải đề cao. Bản sơ giải Tâm kinh của ngài Hương Tượng giảng. Điểm được coi trọng là tông, chỗ quy hướng của tông thì gọi là thú. Ngài Khuê Phong Đại Sư viết trong sách viên giác lược sớ rằng Thú có nghĩa là hướng đến, tức là chỗ quy hướng của tâm ý thức. Đủ biết, thú là quy thú, hướng đến, quay về. Vì vậy, dựa vào tông chỉ của kinh để tỏ rõ việc làm, biết điều mong cầu, thấu đáo tột cùng chỗ kinh đạt đến thì gọi là thú vậy. Từ xưa đã có nhiều thuyết bàn về tông thú của bản dịch kinh vô lượng thọ đời ngụy bản sơ giải của Ngài Gia Tường các Tạng viết. Tông chỉ của kinh này thường có hai thuyết, một là di đà tu nhân cảm quả tịnh độ. Hai là khuyến vật, chữ vật chỉ cho chúng sanh, khuyến vật là khuyên nhủ chúng sanh, tu nhân, vãng sanh cõi kia. Ngài Hải Đông Nguyên hiểu viết trong sách Tông Yếu rằng, Kinh này đúng là dùng nhân quả tịnh độ làm tông thể, lấy thâu nhiếp chúng sanh vãng sanh làm ý chí. Đàm Loan Pháp sư bảo: Lấy danh hiệu Phật làm thể của kinh. Ngài Thiện đạo nói: Niệm Phật Tam Muội là tông, nhất tâm hồi nguyện, nguyện hồi hướng. Vãng sanh tịnh độ là thể, chữ thể ở đây chỉ cho thú. Bộ hợp tán của thầy Thích Quán Triệt người Nhật viết: Kinh này, niệm Phật là tông, vãng sanh là thể. Kinh này tôn trọng niệm Phật nên lấy niệm Phật làm tông chỗ quy thú của tông là cốt được vãng xanh nên lấy vãng xanh làm thể tịnh tông coi kinh vô lượng thọ là đại kinh kinh a di đà là tiểu kinh vì hai kinh này chỉ rộng hay lược sai khác do vậy trong sớ sao ngài liên trì gọi đại kinh là đại bổn tiểu kinh là tiểu bổn vì thật ra hai kinh chỉ là cùng một kinh tông thú của kinh a di đà cũng có nhiều thuyết ở đây chỉ chọn lấy những thuyết quan trọng sách sớ sao cho rằng Y báo, chánh báo thanh tịnh, tín nguyện vãng sanh là tông thú Sách viên trung sao bảo Dùng tính, nguyện, tịnh nghiệp làm tông trí Tức tông thú, của kinh Sách di đà yếu giải cho rằng Dùng tính nguyện trì danh làm tông Tổng hợp những ý kiến về tông thú hai kinh đại, tiểu Nói trên của các vị trong nước và hải ngoại ta thấy tất cả đều lấy tín nguyện trì danh, vãng sanh tịnh độ, làm gốc. Tham khảo khắp ý kiến các vị đã chú giải kinh cũng như căn cứ trên kinh văn kinh này, tôi minh sát tông thú kinh này như sau. Kinh này dùng phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm làm tông, sanh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ, chống lên địa vị bất thoái làm thú. 3.1 Giảng về tông người vãng sanh trong ba bậc thượng, trung, hạ, nói trong phẩm tam bối vãng sanh của kinh này, ai chẳng lấy, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, làm nhân. Hơn nữa, nguyện thứ 19 của Phật Di Đà là Văn ngã danh hiệu, phát bồ đề tâm, tu chư công đức, phụng hành lục ba la mật, kiên cố bất thoái. Phục dĩ thiện căn hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nhất tâm niệm ngã, trú giả bất đoạn. Lâm thọ chung thời, ngã giữ chư Bồ Tát chúng nên hiện kỳ tiền, kinh tu du gian, tức sanh ngã sát, tác A à duy việt trí Bồ Tát. Nghe danh hiệu ta, phát Bồ Đề Tâm, tu các công đức, phụng hành sáu ba la mật kiên cố chẳng lui sụt. Lại đem thiện căn hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhất tâm niệm ta, ngày đêm chẳng dứt. Lúc lâm chung, ta cùng các Bồ Tát hiện đến đón trước mặt, trong khoảnh khắc liền sanh cõi ta, làm bất thoái chuyển Bồ Tát. Nguyện thứ 18 Văn ngã danh hiệu, chí tâm tín nhạo, sở hữu thiện căn tâm tâm hồi hướng, nguyện sanh ngã quốc, nải chí thập niệm, nhược bất sanh giả, bất thủ chánh giác, duy trừ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Nghe danh hiệu ta chí tâm tin ưa, bao nhiêu thiện căn Tâm tâm hồi hướng nguyện sanh cõi ta, nhẫn đến mười niệm, nếu chẳng sanh về, chẳng lấy chánh giác, chỉ trừ kẻ ngũ nghịch, phỉ bán chánh pháp. Rõ ràng, nguyện thứ mười chín chú trọng phát bồ đề tâm, một lòng niệm Phật. Nguyện mười tám nhấn mạnh, chí tâm tin ưa, nhất hướng chuyên niệm. Vì vậy, ta biết rằng, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm là tâm tủy của bổ nguyện Phật Di Đà, là tông yếu của toàn bộ Đại Kinh, là chánh nhân ác đủ để vãng sanh, là thuyền từ phương tiện độ sanh. Điều được Đại Kinh tôn sùng hoàn toàn là điểm này. Đường trọng yếu tu hành chỉ có điểm này là thiết yếu, nên nó là tông của Đại Kinh vậy. Đàm Loan Đại Sư viết trong Vãng Sanh Luận Chú rằng, Ba bậc vãng sanh trong kinh vô lượng thọ tuy hạnh có ưu, liệt, nhưng không ai chẳng phát tâm bồ đề vô thượng. Tâm bồ đề vô thượng này chính là tâm nguyện thành Phật, chính là tâm độ chúng sanh. Tâm độ chúng sanh chính là tâm nhiếp thủ chúng sanh sanh về cõi có Phật. Vì vậy, nguyện sanh về cõi an lạc tịnh độ thì cần phải phát tâm bồ đề vô thượng. Nếu ai chẳng phát tâm bồ đề vô thượng, chỉ nghe cõi kia hưởng vui không gián đoạn, do vui thích mà nguyện sanh thì cũng chẳng được vãng sanh. An Lạc Tập viết, theo tịnh độ luận, tức vãng sanh luận của Ngài Thiên Thân, và muốn phát tâm lãnh hội vô thượng Bồ Đề thì có hai nghĩa. Một là trước hết phải rời bỏ ba pháp trái nghịch Bồ Đề Môn, hai là cần biết ba pháp thuận Bồ Đề Môn. Những gì là ba? Một là nương theo trí huệ môn, chẳng cầu tự mình vui vì xa lìa ngã tâm tham trước tự thân hai là nương từ bi môn dẹp hết thảy khổ cho chúng sanh vì xa lìa tâm khiến cho chúng sanh chẳng an vui ba là phương tiện môn tầm xót thương hết thảy chúng sanh vì chính mình đã xa lìa cái tâm cung kính cúng dường tự thân ấy gọi là xa lìa ba pháp trái nghịch bồ đề tâm thuận bồ đề môn là bồ tát xa lìa ba pháp trái nghịch bồ đề môn như trên liền được ba pháp tùy thuận bồ đề môn những gì là ba một là tâm vô nhiễm thanh tịnh chẳng vì thân mình mà cầu an vui bồ đề là chốn thanh tịnh vô nhiễm nếu vì tự thân mà cầu vui là trái nghịch với bồ đề môn vì vậy tâm vô nhiễm thanh tịnh là thuận bồ đề môn Hai là tâm an ổn thanh tịnh vì dẹp khổ cho hết thảy chúng sanh. Ba là tâm vui thanh tịnh do muốn cho hết thảy chúng sanh được đại bồ đề vậy, vì nhiếp thủ chúng sanh sanh sang cõi kia vậy. Bồ đề là chỗ thường vui rốt ráo, nếu chẳng làm cho hết thảy chúng sanh đạt được sự thường vui rốt ráo thì trái nghịch bồ đề môn. Sự thường vui rốt ráo ấy dựa vào đâu để có được? cần phải dựa vào đại nghĩa môn, đại nghĩa môn là cõi nước an lạc kia vậy, thế nên phải khiến cho họ nhất tâm chuyên trí nguyện sanh cõi kia, muốn cho họ sớm hiểu được vô thượng bồ đề. ngài hải đông nguyên hiểu lại viết trong bộ tông yếu rằng phát bồ đề tâm chính là chánh nhân, ngài lại bảo phát bồ đề tâm có hai loại, một một là theo sự phát tâm phiền não vô biên nguyện đều đoạn hết, thiện pháp vô lượng nguyện đều tu hết, chúng sanh vô biên nguyện đều độ cả. Quả báo của tâm ấy tuy là bồ đề mà hoa báo của nó là tịnh độ. Vì sao thế? Bồ đề tâm lượng rộng lớn vô biên, xa rộng vô hạn nên cảm được y báo tịnh độ rộng lớn không ngàn mé, chánh báo thọ mạng lâu dài vô lượng. Ngoại trừ bồ đề tâm, không có gì làm được như thế cả. Hai, hai là thuận lý phát tâm. Tin hiểu các pháp đều như huyễn mộng, chẳng phải có, chẳng phải không, dứt ngôn ngữ, bạc suy nghĩ. Tin hiểu như vậy, phát tâm rộng lớn, tuy chẳng thấy có phiền não, pháp lành mà chẳng bài bác là không có gì để tu để đoạn. Vì vậy, tuy nguyện đoạn hết, tu hết mà chẳng trái nghịch vô nguyện tam muội tuy nguyện độ hết vô lượng hữu tình mà chẳng có người hóa độ lẫn kẻ được độ. Do vậy, có thể tùy thuận không, vô tướng như kinh dạy. Diệt độ vô lượng chúng sanh như vậy, nhưng thật sự chẳng có chúng sanh được diệt độ. Phát tâm như vậy công đức vô biên, dẫu cho chư Phật trọn kiếp diễn nói công đức người ấy còn chẳng thể nói hết nổi. Quán kinh còn dạy, dục sanh bị quốc giả, đương tu tam phước, vân vân. Tam giả phát bồ đề tâm, thâm tính nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến tấn hành giả. Muốn sanh cõi kia nên tu ba phước, vân vân. Ba là phát bồ đề tâm, tin sâu nhân quả, độc tụng đại thừa, khuyến khích hành giả. Lại dạy, nhược hữu chúng sanh nguyện bỉ quốc, phát tam chủng tâm tức tiện vãng sanh, hà đẳng vi tam. Nhất giả phát chí thành tâm, nhị giả thâm tâm, tam giả hồi hướng phát nguyện tâm. Cụ tam tâm giả, tất sanh bỉ quốc, nếu có chúng sanh nguyện sanh cõi kia, phát ba loại tâm liền được vãng sanh. Những gì là ba? Một là tâm trí thành, hai là thâm tâm, ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Ai chọn đủ ba tâm ác sanh cõi kia? Phát ba tâm này cũng chính là phát bồ đề tâm. Hơn nữa, mật tông chú trọng nhất là phát đại bồ đề tâm giáo điển bồ đề tâm nghĩa dạy bồ đề tâm là cái gốc để thành phật đại sự nhân duyên không điều nào hơn được nó sách bồ đề tâm luận lại giảng bồ đề tâm này hàm chứa pháp công đức của hết thảy chư phật nếu tu chứng xuất hiện thì làm đạo sư của hết thảy nếu quay về gốc thì là cõi mật nghiêm chẳng đứng dậy khỏi tòa mà thành tựu được hết thảy phật sự lại khen ngợi tâm bồ đề như sau nếu ai cầu phật huệ mà thông đạt bồ đề tâm thì ở ngay nơi thân do cha mẹ sanh ra sẽ mau chứng địa vị đại giác thêm nữa vua của các kinh là kinh hoa nghiêm dạy vòng thất bồ đề tâm tu chư thiện pháp thị danh ma nghiệp tu các pháp lành mà quên mất bồ đề tâm thì là ma nghiệp phát tâm quan trọng chẳng thể ví dụ nổi. Các vị như sư nguyên hiểu lấy phát bồ đề tâm làm chánh nhân, niệm Phật làm trợ nhân. Các vị như thiện đạo, linh chi của Trung Hoa và các sư tịnh tông người Nhật đều cho trì danh là chánh hạnh, phát tâm là trợ hạnh. Hai thuyết nghịch nhau, liên trì đại sư nói một cách dung hội trong sớ sao rằng, đã dùng trì danh làm chánh hạnh, lại lấy trì danh làm phát bồ đề tâm thì hòa hội được ý kiến của cả hai phái. Tôi này đề xướng, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm. Làm tông của kinh này, thật là gộp trọn ý kiến cả hai phái, lại còn quy nhiếp về trì danh, thật phù hợp ý tổ liên trì. vả lại, tám chữ trên, nói rộng thì chính như ý kiến của thiền sư triệt ngộ, thật vì sanh tử phát bồ đề tâm. Dùng tính nguyện sâu trì danh hiệu Phật. Nói gọn thì như đại sư Ngẫu Ích đề xướng, tính nguyện trì danh. Sách Di Đà yếu giải lấy tính nguyện trì danh, làm tông, lại còn viết: Tính nguyện trì danh là yếu chỉ của cả bộ kinh. Tính nguyện là huệ hạnh, trì danh là hành hạnh. Được vãng sanh hay không hoàn toàn là ở chỗ có tính nguyện hay không? phẩm vị cao hay thấp hoàn toàn do trì danh sâu hay cạn vì thế huệ hạnh để dẫn đường hành hạnh là chánh tu như mắt và chân liên quan với nhau lại còn viết tin sâu phát nguyện chính là vô thượng bồ đề hợp tính nguyện ấy lại thì đích thật là chỉ nam của tịnh độ do vậy chấp trì danh hiệu là chánh hạnh kinh đại bổn a di đà cũng lấy phát bồ đề nguyện làm trọng yếu thật tương đồng với kinh này. Rõ ràng, tín nguyện trì danh và phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, đúng là cùng một tông chỉ. Đại sư ngẫu ích lấy tín nguyện trì danh, làm tông cho kinh tiểu bổn thì tông chỉ của hai bổn, đại, tiểu phải giống nhau. Vì vậy, bảo, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, là tông của kinh đại bổn thật đúng là đã tuân phụng lời dạy của đại sư ngẫu ích chữ hướng, trong, nhất hướng chuyên niệm có nhiều nghĩa. Ngã theo một hướng mà tiến tới, lệch hẳn về một phía, một vị gộp chung lại một khoảng thời gian. Do vậy, nhất hướng chuyên niệm a di đà Phật có nghĩa là chuyên nương theo pháp môn trì danh niệm Phật này. Nhất hướng chuyên niệm vốn là chữ lấy trong nguyện thứ 18, thập niệm tất sanh Mười niệm ác sanh, Đức Di Đà trong lúc tu nhân phát ra đại nguyện, mười niệm ác vãng sanh. Nên hành nhân phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, ác được vãng sanh tịnh độ, chứng trọn vẹn diệu quả bất thoái. Người vãng sanh bậc thượng, bậc trung, bậc hạ, trong kinh đều do phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mà vãng sanh tịnh độ cực lạc. Ấy là do giác ngộ là quả tâm làm nhân, phương tiện rốt ráo phơi bày trọn vẹn nguyện hải nhất thừa của Di Đà, sáu chữ hồng danh oai thần công đức chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhất hướng chuyên niệm là như cổ đức dạy, thượng thì tận hình thọ, hạ thì mười niệm. Thượng tận hình thọ là từ ngày phát tâm niệm Phật trở đi, suốt đời niệm Phật thẳng đến một niệm tối hậu lúc lâm chung, đấy là bậc thượng còn bậc hạ chưa thể làm nổi như vậy, hoặc bởi chướng nặng, hoặc do bận rộn chẳng rảnh rang để niệm nhiều thì mỗi ngày hành pháp thập niệm cũng là nhất hướng chuyên niệm. Còn bét nhất thì như trong quán kinh nói, kẻ ngủ nghịch, thập ác lúc mạng sắp dứt, được nghe thánh giáo, chí tâm hối cải mười niệm xưng danh cũng được vãng sanh, nên nói, mười niệm ác sanh. Hành giả nên biết, nhất hướng chuyên niệm là từ lúc bắt đầu phát tâm niệm Phật cho đến một niệm tối hậu, mà niệm quan trọng khẩn thiết nhất là niệm tối hậu. Như kẻ ác nghịch vừa nói trên đây, niệm Phật 10 tiếng thì tiếng thứ nhất là sơ niệm, tiếng thứ 10 là niệm cuối cùng, cũng là thẳng thần từ sơ phát tâm cho đến chết đều trì danh. Do vậy, phù hợp với tông chỉ, nhất hướng chuyên niệm. Trái lại, như có kẻ niệm phật mấy mươi năm nếu lúc tối hậu bỏ lưỡng khinh thị trì danh đổi qua tu pháp khác hoặc lúc lâm chung chẳng ưa cực lạc luyến tiếc thế gian chưa thể niệm phật nổi thì chẳng gọi là nhất hướng chuyên niệm nếu như ngờ rằng niệm phật sao lại có công đức như thế hãy nên biết do năng niệm sở niệm đều là thật tướng vậy năng niệm người niệm phật hoặc cái tâm niệm phật sở niệm Đức Phật được hành nhân niệm. Sách Di Đà yếu giải giảng Quan là theo chiều ngang chiếu khắp mười phương, thọ là theo chiều dọc khắp cả ba đời, ngang dọc hổ tương đều là pháp giới thể. Đem cả cái thể ấy làm thành thân và cõi của Phật Di Đà, cũng đem cả cái thể ấy làm thành danh hiệu Di Đà. Vì vậy, danh hiệu Di Đà chính là bổn giác lý tánh của chúng sanh trì danh là bổn giác hợp với thị giác. Thị, bổn, chẳng hai, chúng sanh và Phật chẳng hai, nên một niệm tương ứng Đức Phật trong một niệm. Niệm niệm tương ứng với Đức Phật trong niệm niệm. Do đoạn văn trên thấy được rằng, danh hiệu Di Đà là Pháp giới thể nên công đức của danh hiệu chẳng thể nghĩ bàn. Lại nữa, danh hiệu tức là bổn giác lý tánh của chúng sanh. Khởi tâm niệm Phật là thị giác, Đức Phật đang được mình niệm đây chính là bổn giác của ta. Do vậy, ta nói trì danh chính là bổn giác hợp với thị giác. Bởi vậy, niệm niệm tương ứng mà niệm niệm chính là Phật thì rõ ràng công đức trì danh chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, theo mật điển, công đức của chỉ riêng chữ A trong sáu chữ hồng danh đã là vô lượng. Đại sư Hưng giáo người Nhật giảng, từ chữ A lưu xuất hết thảy Đà Ra Ni, từ hết thảy đà ra ni sanh ra hết thảy các vị Phật. Còn bảo, chân ngôn chữ A là tâm của mười phương Phật. Pháp thân chư Phật cùng gia trì, và tỳ lô xá na dùng chữ A này làm tạng bí mật. tỳ lô xá na, vai gió ca Còn phiên âm là tỳ lô giá na, bệ lỗ giá na, hoặc dịch nghĩa là đại nhật như lai hay quang minh biến chiếu như lai là danh hiệu của Pháp thân Phật. Lại còn nói, Ba thân chỉ nói một pháp chữ A, các kinh rộng khen công đức của pháp này. Nghe tên thoảng qua tai, các tội băng tiêu, sướng âm, thấy mặt chữ, vạn đức như mây nhóm. Xem sơ qua mà tin thì dạo thẳng tịnh độ, tu sâu viên trí, chứng Phật đạo ngay trong hiện tại. Công đức của chữ A đã như thế, huống hồ là công đức của toàn thể danh hiệu Phật. Một câu Phật hiệu đây thực hiện thật dễ, chẳng luận nam nữ trẻ già, chẳng cần biết ngu, trí, rảnh, bận, ai cũng niệm được, kẻ nào cũng hành được. Danh chiêu vạn đức, cảm ứng mầu nhiệm khó thể nghĩ nổi. Từ hữu niệm khéo nhập vô niệm, ngay nơi tâm phàm nhanh chóng hiển lộ quả đức, đúng như Sớ sau đã nhận định, ngang với chư Thánh trong một lời, vượt ba A Tăng kỳ kiếp trong một niệm cực viên, cực đốn, quá sức giản dị, nên biết, phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, chẳng những là cương tông của kinh mà thật sự còn là chỉ quy của cả đại tạng giáo. 3.2. Giảng về thú Chỗ quy hướng của tông gọi là thú, chỗ thú hướng của phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, là vãng sanh cực lạc tịnh độ, chứng ba thứ bất thoái. Vì vậy, kinh này lấy xanh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ chống lên địa vị bất thoái làm thú tịnh độ có bốn cõi phàm thánh đồng cư phương tiện hữu dư thật báo trang nghiêm và thường tịch quan dưới đây sẽ giải thích sơ lược về tướng trạng vãng sanh bốn cõi phàm thánh đồng cư độ cõi phàm thánh đồng cư của thế giới cực lạc là đồng cư tịnh độ thế giới xa bà ta đang ở đây cũng là cõi phàm thánh đồng cư. Cõi này cũng có phàm, có thánh, như văn thù thường hiện ngũ đài, các vị A-la-hán thường trụ tại núi thiên mục hoặc nhạn đảng. Họ đều là bậc thánh cõi này, nhưng cõi đồng cư chúng ta đang ở là đồng cư uế độ. Vì vậy, tuy cùng mang tên đồng cư nhưng thật ra chẳng giống nhau sách yếu giải giảng về cõi đồng cư nơi đây như sau do thật thánh chỉ cho ba thánh quả tiểu thừa quá khứ có lậu nghiệp quyền thánh đại quyền thị hiện bồ tát đại từ bi nguyện nên phàm phu được ở chung với thánh nhân đến khi thật thánh nát thân niết bàn cơ ứng hóa của quyền thánh hết cơ duyên hóa độ đã hết liền thăng trầm khác xa khổ vui khác biệt vời vợi tuy là tạm giống rốt cuộc không giống lại nữa trong vòng trời đất ít kẻ được thấy nghe nếu may mắn được gặp gỡ thì ít kẻ chịu thân cận học hỏi hơn nữa khi phật tại thế thánh nhân dẫu đông đảo như của quý như điềm lành nhưng chẳng thể trọn khắp các cõi nước như các ngôi sao như bụi trần vả lại tuy đồng cư mà việc làm thành tựu trọn chẳng giống nhau theo lời giải thích của sách yếu giải, cõi phàm thánh đồng cư của thế giới này kém cực lạc ở bốn điểm. một Tạm đồng, cõi này, ba quả vị đầu của tiểu thừa chứng A-La-Hán xong liền nhập tịch diệt. Cơ độ xanh của đại quyền Bồ-Tát đã hết thi liền chẳng thị hiện nữa. Do đó, phàm phu cõi này chỉ là tạm thời đồng cư, chẳng phải là rốt ráo. Còn đồng cư tịnh độ thì lại có thể cùng với các đại Bồ Tát nhóm hội chung một chỗ mãi cho đến khi thành Phật. 2. Khó gặp, tuy có bậc thánh thị hiện sống trong cõi này nhưng chẳng dễ gặp gỡ, thân cận, còn ở cực lạc, thánh giả đều như thầy, như bạn, sáng, chiều cùng ở. 3. Hiếm hoi, thánh giả như của quý, như điềm lành, hy hữu khó gặp, còn ở cực lạc thì có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Số ấy rất nhiều chẳng thể dùng toán số để biết nổi, chỉ có thể nói là vô lượng vô biên A à Tăng Kỳ. 4. Việc làm chẳng đồng, trong cõi này, thánh giả đều ở cảnh thánh, còn chúng sanh luân hồi xấu nẻo, thăng, trầm vô định. Phàm thánh tuy cùng ở cõi này nhưng việc làm và thành tựu khác hẳn nhau. Ở cực lạc, cùng hết vô minh, cùng lên diệu giác, nên biết là đồng cư nơi tịnh độ vượt xa đồng cư cõi này vô lượng vô biên lần. Hơn nữa, phàm ở cõi này thì gồm cả ba ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, còn đồng cư cõi kia chẳng còn có cái tên ác đạo nữa là thật có. Người được vãng sanh sẽ chẳng rớt vào ba ác đạo nữa, vĩnh viễn lì nẻo ác, chẳng như chúng sanh cõi này ở trong biển sanh tử. Thoạt vào thoạt ra thoạt chìm, thoạt nổi, xoay vần trong ác đạo, ở trong nẻo khổ đã lâu. Sâu hơn nữa thì như sách yếu giải đã giảng. Nên biết đại sự nhân duyên của bọn ta, một ải đồng cư thật khó thoát qua nhất. Ấy là vì phàm phu cõi đồng cư này phải đoạn được kiến hoặc và tư hoặc mới đắc lậu tận thông, mới vượt khỏi dòng sanh tử, vượt thoát đồng cư tiến lên cõi phương tiện hữu dư đấy là vượt tam giới theo chiều dọc, thật là việc khó. Này Pháp môn vãng sanh bỏ đồng cư uế độ sanh về đồng cư tịnh độ, được sanh về cực lạc liền đoạn sanh tử nên gọi là vượt ngang tam giới, hoành siêu tam giới. Người vãng sanh chẳng đợi đoạn hai hoặc, kiến hoặc và tư hoặc, chỉ cần phát bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm, liền được Phật nguyện ngầm gia bị, quyết được vãng sanh tịnh độ. Việc này rất dễ nên gọi, đạo dễ hành. Phương tiện vượt thẳng như thế rất thù thắng hy hữu, mười phương không đâu có thể bằng được nổi. Do vậy, cõi đồng cư của cực lạc vượt xa cõi Phật mười phương. Lại còn đới nghiệp vãng sanh, dẫu còn là phàm phu chẳng bị thoái chuyển, một đời thành Phật. Thế nên, vãng sanh đồng cư cũng là sanh trọn vẹn bốn cõi vậy. Phương tiện hữu dư độ. Nếu người niệm Phật dụng công sâu đậm, lìa được tâm tạp loạn, chuyên niệm một câu danh hiệu, tâm, miệng tương ứng, từng chữ phân minh, tâm chẳng rời Phật, Phật chẳng rời tâm, niệm niệm tiếp nối chẳng có gián đoạn. Niệm Phật như thế gọi là sự nhất tâm, nếu đạt đến cảnh giới này tuy chẳng cầu đoạn hoặc mà kiến, tư phiền não tự nhiên đoạn mất từ đồng cư uế độ cõi này xanh ngang sang cõi phương tiện hữu dư của cực lạc thật báo trang nghiêm độ nếu nhớ phật niệm phật rành rẽ phân minh đi đứng nằm ngồi chỉ có một niệm ấy không còn niệm thứ hai nào chẳng bị các niệm tham sân phiền não tạp loạn thì gọi là sự nhất tâm trên mặt sự đã đạt nhưng về mặt lý chưa thấu triệt chỉ thuộc về định môn chưa có huệ môn nếu trên đầu xào trăm thước, tiến thêm một bước nữa, chợt khế hợp bản tánh của chính mình, biết rõ năng niệm, sở niệm chỉ là nhất tâm, chẳng trụ hữu niệm, chẳng rớt vào vô niệm như sớ sao đã viết. Nếu nói là có thì bản thể của cái tâm năng niệm tự nó là không, Đức Phật đang được ta niệm cũng trọn chẳng thể được. Nếu bảo là không thì tâm năng niệm sáng ngời chẳng lầm lẫn, Đức Phật được niệm phân minh rạng ngời. Vô niệm mà niệm, niệm nhưng vô niệm, nói, nghĩ dứt bậc, chẳng thể gọi tên, mô tả, chỉ là nhất tâm, thể vốn sẵn thanh tịnh, nào có pháp gì tạp loạn được. Đấy gọi là lý nhất tâm, thuộc về huệ môn, kìm cả đắc định. Niệm Phật nếu đạt đến lý nhất tâm, phá một phần vô minh thi sanh trong thật báo trang nghiêm độ, đồng thời chứng một phần thường tịch quan độ. Thật báo trang nghiêm độ là nơi cư ngụ của hàng pháp thân đại sĩ. Các vị đại sĩ từ sơ địa trong biệt giáo, sơ trụ trong viên giáo trở lên mới được sanh về cõi ấy. Phá một phần vô minh, chứng một phần pháp thân thì mới sanh được cõi này. Bậc đại sĩ cõi ấy sắc tâm tự tại, thân và cõi ảnh hiện trong một đầu lông hiện cõi Bảo Vương. Trong một hạt bụi chuyển đại pháp luân xứng tánh trang nghiêm vô chướng, vô ngại. 40 địa vị Pháp thân đại sĩ từ bậc Bồ Tát sơ trụ trong viên giáo cho đến đẳng giác Bồ Tát đều thuộc cõi này. Mỗi địa vị đều chứng một phần thường tịch quan độ. Thường tịch quan độ Cõi Pháp thân của Phật ngự được gọi là thường tịch quan. Sách yếu giải viết Thể của thật tướng chẳng tịch, chẳng chiếu. Tịch mà hằng chiếu, chiếu nhưng luôn tịch chiếu ma tịch, cưỡng gọi là thường tịch quan. Tịch mà chiếu, cưỡng gọi là thanh tịnh pháp thân. Vì vậy, thân và cõi chẳng hai, đều là cưỡng gọi. Tịch, chiếu đồng thời, chẳng phải là cảnh có thể suy lường được. Thêm nữa, ba chữ thường tịch quang phơi bày trọn vẹn ba đức niết bàn của Như Lai bí tạng. Thường là pháp thân đức vi pháp thân thường trụ là giải thoát đức vì trần lao vĩnh viễn tịch tỉnh. Quang là bát nhã đức do trí quan chiếu khắp. Bậc đẳng giác đại sĩ phá sạch 41 phẩm vô minh, liền phá một phẩm sanh tướng vô minh tối hậu, pháp thân hiển lộ hoàn toàn. Chứng trọn vẹn ba đức, triệt ngộ ngọn nguồn bổn tâm, rốt ráo thanh tịnh, chứng nhập thường tịch quan độ. Phàm phu đới nghiệp vãng sanh cõi đồng cư, Do gặp Phật dạy dỗ nên không thoái chuyển Do thọ mạng vô lượng nên ngay trong một đời đoạn trừ trọn vẹn các hoặc Thanh tịnh trọn vẹn bốn cõi tịnh độ Do vậy, sanh cõi đồng cư cũng chính là sanh ba cõi trên nên bảo là Sanh trọn bốn cõi Lại nữa, trong cõi này, xa bà, tu hành khó khăn, nhiều duyên thoái thất Nên kẻ tu đạo nhiều như lông bò, người đắc đạo hiếm tựa vẫy lân Cõi cực lạc thành Phật dễ dàng vì không thoái chuyển. Phẩm chánh nhân vãng sanh trong kinh dạy. Chư vãng sanh giả, giai đắc A duy Việt trí, giai cụ kim sắc tam thập nhị tướng, giai đương tác Phật. Những kẻ vãng sanh đều đắc A duy Việt trí, đều đủ 32 tướng sắc vàng, đều sẽ làm Phật. Cõi cực lạc hơn hẳn mười phương, trước hết là do phàm phu đới nghiệp, Xanh sang, sang cõi kia rồi liền đắc a duy việt trí a duy việt trí hán dịch bất thoái bất thoái lại có ba nghĩa vị bất thoái nhập dòng thánh chẳng đọa địa vị phàm phu hạnh bất thoái đoạn trừ kiến tư hoặc dẹp sạch trần xa luôn độ chúng sanh chẳng đọa tiểu thừa niệm bất thoái phá vô minh hiển lộ phật tánh niệm niệm lưu nhập như lai quả hải đối với ba thứ bất thoái trên đây nếu ở cõi này tu trì thì phải đoạn kiến hoặc như sơ quả của tạng giáo kiến địa của thông giáo sơ trụ của biệt giáo sơ tính của viên giáo thì mới gọi là vị bất thoái bồ tát của thông giáo thập hướng của biệt giáo thập tính của viên giáo mới là hạnh bất thoái sơ địa của biệt giáo sơ trụ của viên giáo mới gọi là niệm bất thoái nhưng pháp môn tịnh độ hoành sanh viên siêu chẳng thể nghĩ bàn. Hệ vãng sanh rồi sẽ chẳng đọa xuống địa vị phàm phu nữa, tức là chứng vị bất thoái. Hoành sanh viên siêu, vượt thoát tam giới sanh ngay sang tịnh độ, không phải tu dần dần theo thứ tự để vượt thoát tam giới nên gọi là hoành sanh, sanh về tịnh độ theo chiều ngang. Hệ sanh về tịnh độ sẽ chứng lên địa vị bất thoái, tuy sanh về cõi đồng cư nhưng cũng chứng đắc ba cõi trên nên gọi là viên siêu, siêu thoát trọn vẹn. Cõi nước cực lạc chỉ có một Phật thừa nên chẳng đọa vào tiểu thừa, đó là hạnh bất thoái. Sanh vào cõi đồng cư xong liền cùng sanh vào ba cõi trên, viên tu, viên chứng. Ở trong thế giới ấy, ác phá vô minh, hiển thị Phật tánh, chứng niệm bất thoái. Do niệm bất thoái, vượt đủ 41 nhân vị, một đời thành Phật như sách yếu giải chép. Kẻ ngũ nghịch, thập ác, mười niệm thành tựu đới nghiệp vãng sanh, thuộc vào hạ hạ phẩm đều đạt được ba thứ bất thoái. Nhân vị, 41 địa vị Bồ Tát từ sơ trụ cho đến đẳng giác Bồ Tát, do vẫn chưa thành Phật, tức chưa đạt đến quả vị chứng ngộ tột cùng. Cho nên vẫn thuộc về tu nhân, vì thế 41 địa vị Bồ Tát ấy đều gọi là nhân vị, địa vị trong khi còn đang tu nhân. Sách ấy lại viết, hiểu như vậy mới có thể tin sâu nguyện lực của Phật Di Đà. Tin Phật lực rồi mới có thể tin sâu công đức của danh hiệu. Tin trì danh rồi thì mới có thể tin sâu tâm tánh của chúng ta vốn chẳng thể nghĩ bàn. Hơn nữa, nhân duyên bất thoái nơi cõi cực lạc gồm 5 điều. một Được Di Đà Đại Từ Nguyện lực nhiếp trì nên chẳng thoái hai Phật quan thường chiếu, bồ đề tâm tăng tấn nên chẳng thoái. 3. Nước, chim, cây cỏ đều diễn diệu pháp, tăng thêm chánh niệm nên chẳng thoái. 4. Thuần các Bồ Tát làm bạn thù thắng, ngoài không ma tà, trong không phiền não nên chẳng thoái. 5. Thọ mạng lâu dài nhiều kiếp, ngang bằng với thọ mạng của Phật nên chẳng thoái. Ôi! Thánh đức khó lường, Ơn Phật khó báo, di đà bi tâm cùng cực, thánh trí khôn tày. Từ đấy hiện ra cõi đồng cư tịnh độ dễ sanh về này cho phàm phu. Hành nhân chẳng cần đoạn hoặc tiêu nghiệp, chỉ cốt tính nguyện trì danh, thậm chí mười niệm đều được vãng sanh, vượt ngang tam giới. Vĩnh viễn lì khỏi các nỗi khổ, chứng địa vị bất thoái, nhất sanh bổ Phật, được bổ xứ làm Phật trong một đời siêu tình ly kiến chẳng thể nghĩ bàn. Siêu tình ly kiến, tình gọi đủ là, tình tưởng, tức những ý niệm nhận thức thế giới bên ngoài qua lăng kính vô minh của sáu thức. Kiến là những sự thấy biết qua tác dụng của sáu thức, do đó thường gọi chung là tình kiến. Siêu tình ly kiến là vượt khỏi những sự nhận biết, những quan niệm đã bị lệch lạc vì vô minh phiền não. Mười phương thế giới thật không đâu có thể bằng được như vậy nên cực lạc được ngàn kinh muôn luận cùng khen ngợi Vãng xanh cõi đồng cư tức là xanh ngang qua ba cõi trên Chứng địa vị bất thoái cũng là chứng trọn vẹn ba thứ bất thoái Niệm niệm lợi khắp quần xanh, tâm tâm lưu nhập biển giác, đó thật là chỗ quy thú của kinh này vậy